ngồi đáp WC quá 15 phút tức là không đảm bảo thời gian làm việc. Đây là một nhân vật trợ lý ảo Quyết. Trợ lý ảo mà thu tiền thật các bạn ạ. Lại bảo ngư không có món khác nào hơn à? Các bảo ngư này 200 đô đấy. Không có cả món nào khác hơn à? Món khác nào hơn à? Ta không qua khỏi rồi. Trời ơi, chết vì gái là một cái chết rất tê tái. Bắt đầu. Em xin. Anh lạnh quá. Bắt đầu. Gì đấy? Vào xem mẫu. Không thuận lời, xin tổ. Vì hôm nay là ngày rất là quan trọng. Một trong những ngày, nó sẽ là một trong những ngày quan trọng của cả đoàn. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Trang. Và anh muốn là dành tặng cái thành quả công việc về sớm này để tặng cho sinh nhật Trang. Bởi vì Trang đang rất là mệt mỏi với những ngày quay mà nóng nực rồi. Và đây sẽ là một cái món quà ý nghĩa nhất từ Hiếu Vích. Giới thiệu các bạn, đây là Hiếu Vích, đạo diễn của bộ phim. Hy vọng là Trang thích quà sinh nhật của đoàn với Trang ngày hôm nay. Bắt đầu. Không ngờ thiết bị nghe lén của mình lại hoạt động tốt như thế. Các em khá lắm. Dám nói xấu thủ lĩnh à? Được rồi. Bây giờ các em hãy hứng chịu cơn thịnh nộ của anh đây. Tăng mức độ bật tính của MP lên level 2. Cắt. Rồi, ok, đây ạ. Để có thể được mặc tất cả những chiếc váy mà tôi yêu thích. Chuyện nhỏ. Tình cảm hơn nào, tình cảm hơn. Hay quá, tiếp tục nào. Tiếp thế nào. Đúng rồi, gần gũi hơn. Gần gũi hơn. Rồi, nhà bây giờ về góc trực diện nào. Cứ đảo tai nghe thôi. Ừ. Đấy, ví dụ mà nó bò lên đâu thì em cứ đảo này thôi. Là nó ngoan. Rồi. Đấy, còn nếu mà sợ quá thì để đến cổ này này. Có không sao đâu. Răng. Ui, nó có cắn đâu. Mạnh mẽ lên. Chúng người rơi là kém chui. Trong kịch bản ghi thế này nữa. Úi giời. Không cần mà thế không cần một đôi này không cần luôn. Không, đúng rồi. Không cần luôn. Bắt đầu là con bé ngon. Mẹ nó dắt quả dưa nó chạy vòng quanh quán. Rồi nó dừng lại ở đôi kia. Hành vi móc lốp bạn thân là một hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức. Nhanh tay nộp phạt đi. Tuy nhiên thông minh lắm. Một lần trong ta niềm tin đi sang đời làm sao.